Dự án máy bay thay thế F-22 không thành của Mỹ. X-44 Manta được đề xuất là một biến thể của F-22 Raptor do Lockheed Martin thiết kế. F-22 Raptor là máy bay chiến đấu thế hệ 5 đầu tiên trên thế giới được đưa vào sử dụng. Dựa trên thiết kế và khả năng của F-22, nhà sản xuất Lockheed Martin đã lên kế hoạch phát triển một loại máy bay mới thay thế máy bay tàng hình tân tiến này. Máy bay mới về cơ bản là một chiếc Raptor nhưng được thiết kế có cánh tam giác kéo dài. Biến thể này dự định được trang bị hai động cơ phản lực đặt cạnh nhau nhưng không có cánh đuôi thẳng đứng như F-22. Tận dụng nhiều công nghệ từ F-22, X-44 có diện tích phản xạ radar cực nhỏ nhờ thiết kế loại bỏ đuôi và bộ ổn định dọc. Thay vào đó, máy bay sử dụng lực đẩy mạnh mẽ từ động cơ để cung cấp khả năng kiểm soát độ cao và nhào lộn. Mặc dù những thay đổi này có thể tạo ra một mẫu máy bay cực kỳ linh hoạt, phi công sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong điều khiển. X-44 được thiết kế để mang nhiều loại vũ khí mạnh mẽ. Máy bay có khả năng được trang bị một khẩu pháo 20mm và mang theo hai tên lửa AIM-9 Sidewinder. Máy bay phản lực này cũng có thể mang tới 6 tên lửa AIM-120MRAAM hoặc 2 bom tấn công trực diện phối hợp GBU-32. Chương trình Manta được triển khai vào năm 2000, một nguyên mẫu duy nhất được chế tạo sau đó. Ngày nay, không quân Mỹ đang nỗ lực phát triển chương trình máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo, NGAD, thay thế phi đội F-22 Raptor. X-44 có thể đã được sử dụng một phần để lên ý tưởng cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 này. Giống như X-44, NGAD sẽ có thiết kế hình tam giác, không có đuôi. Đây là một tổ hợp gồm máy bay có người lái cùng với một nhóm máy bay không người lái, UAV, được trang bị đa dạng vũ khí theo sau. Nó có thể tác chiến độc lập hoặc kết nối với các nền tảng chiến đấu khác như F-35 Lightning II. Khi cuộc đua sản xuất máy bay thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới đang dần ngã ngũ, X-44 Manta sẽ bị xóa bỏ.
Hắc điểu, Blackbird SR-71 đã nghỉ hưu hơn 20 năm, nhưng có thể sẽ có một chiếc máy bay do thám SR-72 thế hệ tiếp theo. Được biết đến với cái tên con trai của Blackbird, SR-72 được thiết kế đạt tốc độ siêu vượt âm, hypersonic hay cao hơn Mach 5. Lockheed Martin đang tiến hành các công việc tại cơ sở Skunk Works để biến con trai của Blackbird trở thành hiện thực. Đây là chiếc máy bay không người lái, vì thế người ta sẽ nghĩ đến các khả năng mới trong hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát. Nhắc lại về Hắc điểu SR-71, đây là chiếc máy bay được thiết kế trong bí mật vào cuối những năm 1950, có thể bay ở gần rìa không gian và có tốc độ nhanh hơn một quả tên lửa. Tới nay, nó vẫn nắm giữ kỷ lục về khả năng bay ở tầm cao nhất và tốc độ nhanh nhất đối với một chiếc máy bay không dùng động cơ tên lửa. Chiếc máy bay đầu tiên trong gia đình Blackbird được gọi là A-12 và có chuyến bay đầu tiên ngày 30 tháng 4 năm 1962. Tổng cộng có 13 chiếc A-12 được sản xuất. Chiếc máy bay là chương trình tối mật và đặc biệt do CIA vận hành. A-12 sau đó được phát triển thành một biến thể có thiết kế như một máy bay đánh chặn hơn là một máy bay do thám. Chúng được thêm các tên lửa không đối không và một buồng lái phụ cho một thành viên phi hành đoàn vận hành các thiết bị radar cần thiết. Chiếc máy bay này nhìn giống như A-12 ngoại trừ phần mũi, được gọi là IF-12. Trong khi A-12 vẫn là tối mật, sự tồn tại của IF-12 lại được Tổng thống Lyndon Johnson công bố năm 1964 và 3 trong số này do không quân Mỹ chế tạo và vận hành. Biến thể thứ 3 được gọi là M-21, có một trụ tháp trên ở lưng để gắn và vận hành một trong những chiếc máy bay không người lái đầu tiên. Hai chiếc được sản xuất, nhưng chương trình đã bị dừng lại năm 1966 sau khi một chiếc máy bay không người lái va chạm với chiếc máy bay mẹ, khiến một phi công thiệt mạng. Biến thể cuối cùng của A-12, với hai buồng lái và bình chứa nhiên liệu lớn hơn, được gọi là SR-71, viết tắt của Strategic Reconnaissance, tức là trinh sát chiến lược và có chuyến bay đầu tiên ngày 22 tháng 12 năm 1964. Phiên bản này thực hiện các nhiệm vụ tình báo cho không quân Mỹ suốt 30 năm kể từ đó và tổng cộng có 32 chiếc được chế tạo, nâng tổng số gia đình Blackbird lên 50. Có một điều bất ngờ, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, đứng đằng sau SR-72 và giao dự án này cho Lockheed Martin. Cho tới nay, SR-72 là vật mẫu công nghệ để xem liệu những đổi mới có thực sự đem lại hiệu quả hay không. Rào cản đầu tiên chính là tốc độ. SR-71 là kẻ đi đầu trong mọi thời đại về tốc độ, có khả năng bay với tốc độ trên Mach 3. Để khiến SR-72 đạt gấp đôi tốc độ này, Lockheed Martin hiện đang làm việc về công nghệ siêu thanh mới cho SR-72. Với tốc độ Mach 6, SR-72 có thể bay nhanh hơn các máy bay chiến đấu cũng như tên lửa không đối đất của đối phương. Là một chiếc máy bay không người lái, sẽ không cần phải lo lắng về việc phi công có thể bị bắt nếu SR-72 bị đối phương bắn hạ. Chuyến bay đầu tiên của bản demo SR-72 diễn ra vào năm 2023 và dự kiến chiếc máy bay có thể được đưa vào phục vụ trước năm 2030. Các nhà thiết kế của chiếc SR-71 ban đầu đã đưa ra một nguyên mẫu trong 20 tháng, vì thế hãy xem liệu các kỹ sư tại Skunk Works có thể làm nên kỳ tích một lần nữa hay không. SR-72 cũng được thiết kế để triển khai các loại vũ khí tấn công. Các kỹ sư sẽ phải tích hợp các hệ thống vũ khí tấn công tốc độ cao. Hiện chưa có nhiều thông tin về hệ thống này, nhưng đây có thể là một tên lửa hành trình siêu thanh chiến thuật. Cũng chưa rõ HSSV kép có khả năng hạt nhân hay không. SR-72 sẽ có hai động cơ, một là động cơ tuabin thông thường giúp máy bay đạt tốc độ Mach 3. Động cơ thứ hai là động cơ phản lực tĩnh siêu thanh hai chế độ giúp chiếc máy bay này đạt tốc độ Mach 6. Scramjet là động cơ duy nhất có thể chịu được nhiệt độ sinh ra ở tốc độ này. Về mặt lý thuyết, SR-72 có vẻ rất tiềm năng, nhưng vẫn còn nhiều rào cản công nghệ cần vượt qua. NASA và Lockheed Martin không lên tiếng về chi phí của dự án này. Nếu kéo dài tới 2030, dự án sẽ cần sự phê duyệt từ Quốc hội.
Những chương trình bí mật như thế này có thể thường kết thúc ở thung lũng chết, tức là các ý tưởng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực và chiếc máy bay chỉ là thí nghiệm và không được sản xuất với số lượng lớn.